Ngoài Action ra thì chúng ta còn có một cái nó gọi là Style. Style là gì? Bản chất Style thì nó chẳng qua nó là cái layer style thôi. Đấy, đúng nghĩa nó là cái layer style. Layer style còn nhớ nó làm nằm đâu không? Đây layer này. Đó. Và layer style. Đấy. Áp dụng các hiệu ứng vào cho một cái layer nào đó. Đây. Layer style chúng ta có thể bevel emboss này, có thể stroke này, inner shadow, satin, color overlay, gradient overlay, outer glow, drop shadow, vân vân. Đấy là những cái thứ mà chúng ta có thể là áp dụng, chúng ta có thể đưa cho nó vào trong một lớp để mà tạo thêm hiệu ứng cho lớp. Thế thì bây giờ bản chất của cái style này nó cũng là áp dụng các layer style thôi, nhưng với các phương cách khác nhau và tạo ra những cái hiệu ứng hiệu quả khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có những cái gì đã nào, chúng ta xem nhanh một vòng này. Đây, Abstract Style này, Button này, Dot Stroke này, DP Style này, Glass Button, Image Effect, Photographic Text, Texture, Web Style, vân vân. Mỗi một cái thư viện như thế này thì nó sẽ giúp các bạn giải quyết một cái phần công việc nào đó. Tôi lấy ví dụ rất là đơn giản cái này thôi. Tôi thiết kế một, tôi có một cái sản phẩm gì đó, tôi đưa lên mạng. Để tránh cái chuyện là người ta cứ xài bừa, người ta cứ lấy của tôi, đúng không? Thì tôi sẽ đóng một cái watermark, một cái dấu chìm vào đấy. Thế bây giờ tôi đặt tên nhé, ví dụ đây là cái ảnh của tôi chẳng hạn. Tôi làm cái tên vào đây. Tất nhiên là tôi sẽ chọn một cái phông nào đó cho nó dày dày một tí, không phải Myriad Pro thế này mà tôi chọn thế này nhỉ. Ví dụ phông Impact chẳng hạn. Không, tôi chọn phông Impact cho nó dày thân một tí. Ví dụ cho to hẳn thế này. Đặt đây. Thế nhưng mà để như đây thì rõ ràng là không ổn đúng không? Người ta sẽ thấy một cái chữ to đùng như này thì còn ai mà xem được cái ảnh nữa. Thì tôi vẫn phải đóng watermark làm sao để cho nó mờ mờ ảo ảo để cho người ta vẫn xem được ảnh, nhưng người ta vẫn phải thấy được cái watermark của tôi đúng không? Thế thì bây giờ ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ dùng một cái ví dụ như là trường hợp như thế này chẳng hạn. À, đúng không? Hay như thế này chẳng hạn. Thì tôi có thể đóng chìm một cái watermark. Thì bản chất của cái này là gì? Bản chất của cái này chẳng qua nó là layer style thôi, nhưng được dùng một cách rất là chuyên nghiệp. Đây, ví dụ các bạn xem. Mở ra có đúng là hay không nào? Đây. Nó chẳng qua là bevel emboss thôi. Thế còn bevel emboss theo một cái cách như thế nào thì đây, nhấn nút vào đây. Nó sẽ mở ra bảng thoại và tôi sẽ xem tất cả những cái này người ta làm theo cái tham số như thế nào. Thì tôi học theo là tôi sẽ làm được. Thế làm một cách đơn giản nhất là gì đây? Học theo người ta. Đây ví dụ ở đây sẽ có những cái giá trị opacity hay fill. Cái này không biết tôi đã nói cho các bạn đây nhỉ? Hình như chưa, sót cái này đúng không? Ok, đây, bây giờ tôi giải thích thêm một tí. Có hai cái mà mọi người làm hay thắc mắc. Đó là có một cái giá trị ở trên là opacity thì mọi người được nói rồi. Đó là để giảm làm trong một cái layer đi. Thế còn cái phim này thì là cái gì? Mà nó khác nhau cái gì? Thì bây giờ chúng ta xem nhanh như thế này nhá. Một cái bây giờ opacity nếu mà tôi giảm là 0% đi. Mọi người không nhìn thấy cái gì nữa đúng không? Đây opacity không nhìn thấy gì nữa. Ok, bây giờ tôi lại để lại thành 100 nhá. Thì lại thấy đúng không? Bây giờ phim tôi để 0% nó mất, chả nhìn thấy gì nữa. Thế mọi người rất hay thắc mắc là thế cái opacity với cái fill này thì nó có khác quá gì nhau đâu, giảm thì nó cũng giảm như nhau, tăng nó cũng tăng như nhau, lúc thì nhìn thấy lúc không nhìn thấy. Khi mà tôi dùng hai cái này tôi thấy nó giống như nhau, nhưng đây này, cái điểm khác biệt chính là cái này. Cái fill thì nó sẽ liên quan tới cái effect này, layer effect này đấy. Trong khi mà tôi giảm cái opacity về 0% thì làm sao ạ? Sẽ có sự khác biệt đấy nhé. Opacity khi mà tôi giảm thì sẽ mất hết tất cả mọi thứ, không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà đây này,
Bạn nhìn này, phim này giảm xuống 0%, còn cái gì ạ? Còn hiệu ứng. Không phải text nhé, có thể là một vùng ảnh, có thể là bất cứ cái gì, nhưng mà phim chỉ giảm đi cái màu tô bề mặt, nhưng cái hiệu ứng layer style thì vẫn sẽ còn nhìn thấy. Đấy là cái khác nhau giữa cái phim và cái opacity. Riêng opacity đã giảm thì cả hiệu ứng lẫn cái layer, những cái điểm ảnh, những cái gì hiển thị trên layer nó đều mất hết, giống nhau hoặc là giảm xuống giống nhau, hoặc là mất hẳn đi, coi như không hiển thị được nữa. Nhưng riêng về cái phim này thì nó chỉ tác động tới cái đối tượng trên layer, nhưng nó không tác động tới gì đây, cái effect gắn kèm này. Đấy. Thế thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái bảng bảng layer, bảng style này thì nó tạo cho chúng ta rất nhiều kiểu style cho sẵn như thế này, và bằng cách bấm vào đây thì các bạn có thể gán một cái hiệu ứng nào đó, cũng có thể là text, cũng có thể vào điểm ảnh, cũng có thể là vào một cái sharp layer hay là một cái gì đó, thì các bạn có thể là bấm rất nhanh và các bạn có được một cái hiệu quả trông rất là xịn như thế này mà các bạn không cần phải làm nhiều. Đấy là ở một góc độ rất là nhanh, cũng giống như là cái action vừa đấy, có nghĩa là tôi có thể đạt được một cái hiệu quả thị giác nào đó rất là chuyên nghiệp, nhưng mà tôi chỉ phải trả giá bằng một cái bấm thế này thôi. Đấy. Thế còn ở một mức độ cao hơn là gì? Cá biệt hóa hoặc là học theo, thì cái này thì còn dễ hơn action. Bởi vì sao? Nó chính là gì đây nhỉ? Nó chính là layer style. Do đó chúng ta chỉ cần mở cái cửa sổ layer ra, các bạn xem ở đây, các bạn sẽ biết ngay là cái này nó được làm bằng bao nhiêu gì đây? Nó được làm bao nhiêu cái layer style, và mỗi layer style này thì nó được gia giảm các tham số như thế nào. Bằng cách mở ra này thì tôi học được rất nhanh. Đấy, đây này, ví dụ bevel emboss, trong trường hợp này tôi bấm nút vào đây, nó mở ra tham số này là 100 này, tham số này là 6 này, vân vân. Rất nhanh. Tôi có thể học ngay lập tức được mà không cần phải mất nhiều thời gian. Thích cái nào mở ra cái là xem được ngay. Đấy. Thế và tôi dùng của người ta, thế bây giờ tôi có thể tự tạo ra được không? Tự tạo ra được. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái drop shadow này đi, tôi không thích cái này nữa. Ok, vứt đi. Vậy là cái này nó không có ở trong cái thư viện có sẵn đúng không? Và bây giờ tôi làm bằng cách là gì đây nhỉ? Tôi làm bằng cách rất là nhanh như thế này. Đây tôi mở rộng hết tất cả cái này ra. Và bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là kéo cái này vào đây. Đó, đây. Bây giờ tôi chỉ cần kéo cái đối tượng này vào đây. Đây này, các bạn quan sát, tôi kéo cái gì? Tôi kéo cái mà, hay là tôi chọn và tôi bấm vào đây. Đấy. Bấm vào cái vùng gì nhỉ? Vùng trống này này. Tự đặt tên lấy nhá. Nếu không nó sẽ đặt là style 1, style 2. Và lúc đấy thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Nó sẽ tự nằm vào trong trong khu vực này. Đấy, đây này, bạn nhìn đây này. Nó mới đưa vào. Đây. Nhìn giống giống, nhưng mà thực ra nó thiếu đi một cái layer style là cái drop shadow. Và đấy chính là cách để cho chúng ta có thể tự tạo ra các layer style riêng của mình và chúng ta đưa vào đây. Thì đấy là một cái bổ sung thêm cho các bạn. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ xử lý xong được thêm mấy vấn đề, tức là giới thiệu thêm về filter, những cái mà bộ rời. Thứ hai nữa là chúng ta giới thiệu về cái action đó, để biết cách là chạy một action có sẵn như thế nào, rồi tự tay ghi một action như thế nào và chạy nó một cách tự động hóa thế nào. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta giới thiệu thêm về cái style, để chúng ta có thể áp dụng nhanh được một cái style cho sẵn hoặc là chúng ta tự làm. Thế còn cái cách gọi các thư viện khác thì các bạn biết rồi. Đây, sổ danh sách ra, trong này là tất cả những cái thư viện các bạn muốn lấy cái nào thì các bạn chọn cái đấy.